vì miếng điện dù sao cũng được hít thở một bầu trời bầu bầu trời tự do trong lành còn sài gòn trong nhà hít máy lạnh coi chừng viêm son ở đó mà gáy mày nói chuyện ngu chết mẹ tao lóc 13 triệu miếng điện nó đang bị nhiễm covid nhiều hơn việt nam nha con mấy bạn cho mình cái linh miếng điện để mình tán vô mặt thằng này xong mình cho nó 3 triệu đi mấy bạn thả pháo vào đâu ngu chết mẹ luôn à rồi lãnh tụ của mày ở tù đó giờ mày cứu lãnh tụ của mày ra chưa bà ăn sang suki đúng không bây giờ tao hỏi mày đó lãnh tụ của bà của mày đang ở tù đó mày cứu lãnh tụ của mày ra chưa mày ngồi đây mày sủa cái thứ nhất cái thứ hai nó mày nó nó mày không chọn phe đó đúng không mày chọn phe quân đội đúng không bây giờ thôi tao, tao đam kiểu khác bây giờ phe quân đội mày bị cả thế giới chửi kìa mày có đi mày, mày có đi rửa oan cho phe quân đội của mày chưa rồi xong trả lời đi mấy em mày phe nào mày cũng chết hết á đưa đưa miếng điện ra đam cái gì cũng ăn hết á đam bề trái cũng ăn mà đam bề phải cũng ăn nữa đam phe quân đội cũng ăn mà đam phe phe dân chủ cũng ăn nữa không đam phe người dân cũng ăn luôn nữa đam phe cảnh sát cũng ăn nữa tự nhiên cảnh sát không lo đi 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 đi, đi, đi trấn áp bạo loạn cảnh sát đi đu càng qua thái lan tị nạn chính trị nó mới ghê chứ trời ơi trời hên nó nghe chứ mày qua bên việt nam mà tao đuổi cổ về rồi đó ô nước của mày mày ở đi đi tùm lum lao đặt tị nạn chính trị đồ thôi xin xin chia buồn với quốc gia miếng điện nha nói chung mình với bạn cũng có tình cảm gì vậy bạn ơi bạn bạn lo mình mình lo hai nước mình không có chung đường biên giới nha chỉ có một cái lâu lâu việc hoàng anh gia lai vẫn làm ăn kinh tế chút đỉnh việc theo là bạn kinh tế chút đỉnh cho mình là mình kinh doanh thôi chứ mình cũng không có không có ơn nghĩa gì nhiều nha nói chung ơn nghĩa là chỉ có việt nam Campo... việt nam lào campuchia thôi ba nước đông dương hồi xưa mượn đường à, tao đâu nói ca nhiễm tao nói sự tự do của con người hiểu không tự do mày ngu như con chó luôn đó chứ tự do lãnh tụ của mày ở tù kìa mà tự do đúng không rồi xong rồi còn đệ của lãnh tụ mày đang ở liên hợp quốc phát biểu con câu đó bắt nó nhốt luôn kìa tự do thế còn hoa hậu nào đó nó lên nó, nó nói có một câu giờ nó cũng bị lên đường luôn kìa tự do là phải cả tự do quân phiệt mà tự do tao mới nghe luôn đó đúng là thằng bầu trời miếng điện ngu má tự do kìa tự do kìa lãnh tụ kìa bắt một đêm đảo tránh lật ngược thế cờ luôn ồ tự do lắm không? cảnh sát đi cảnh sát là phải đi lưu vong mà tự do không? rồi xong rồi quân đội thì phải đánh lộn chết người mà tự do dân thì cũng chết vì covid dân chết vì bạo loạn dân chết vì đói nữa rồi xong rồi chưa kể bên người việt teo người ta quẩn người ta bán sim rẻ cho bây giờ tẩy chai việt teo tẩy chai việt teo đã đời không có sống làm cách mạng màu luôn ở đó tự do còn gì nữa không ta nhỏ qua hậu nó phát biểu chính kiến nó thôi giờ nó bị úp sọt rồi kìa tự do rồi phái đoàn của bên liên hợp quốc cũng kêu cứu thôi kìa nó đập cho một cái khỏi về luôn kìa tự do bây giờ lưu vong chính trị luôn rồi kìa ba trời thôi ơi miếng điện ông ra đường nào ông chỉ tôi ra coi đó bây giờ mỹ nó cấm giận cho mập mình luôn kìa ở đó tự do bây giờ đó, xong rồi trung quốc thọ cái giò vô bây giờ mấy mấy phiến quân mấy phiến quân nhỏ, nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ nằm ở miếng điện kìa nó đi bạo loạn hết ráo hết trơn hết trọi rồi quân đội giờ phải đấu với tụi nó nữa kìa ở đó tự do gì lisa phạm nó có những hành động ảnh hưởng đến đất nước bộ công an mình có hành động gì trấn áp không duy gì truy nã quốc tế rồi đó truy trấn áp gì nữa truy nã quốc tế theo tội phạm khủng bố bầu trời sài gòn đang tối tâm nhất trong lịch sử xã hội chủ nghĩa tao nói vậy đúng không không cái bầu trời Sài Gòn mà tối tâm nhất lịch sử xã hội chủ nghĩa là phải kể tới cái giai đoạn mà à, ngày ngày 1 tháng 6 năm 1975 trở đi khoảng trong vòng một năm đó, đó, là con người ta nó phải ổn định xã hội trong đó nó có chết chóc nó có đau thương trong đó nó có nó có thù hận nó có cây cú này nọ kia tất cả các thứ đó và nó còn thù trong giặc ngoài nữa cái đó nó mới là, nó, nó, mới là ghê còn bây giờ bầu, bầu trời Sài Gòn bây giờ nó không có thù trong giặc ngoài đúng không phía Campuchia cũng dám ho phía Trung Quốc chưa thấy quánh xuống đúng không trên bầu trời không còn thấy chiếc máy bay trực thăng vào và trên lòng đường chưa thấy những chiếc xe tăng nên chưa ghê đâu em nhé chẳng qua mạng xã nó làm lố lố lên nhìn căng căng kinh kinh như thôi chứ ra ngoài đường vẫn bình thường cái đó mình nói thiệt mình không có kêu các bạn ra ngoài đường nha các bạn mở cái cửa ra các bạn mở cửa ra bạn nhìn thôi hoặc là đứng nhìn trong khung sắt thôi đó và thấy thành phố sài gòn vẫn yên bình đúng không chả thấy nào đu càng hết tao đã nói rồi tao không tao không muốn nói chuyện với khủng bố đúng không đó những người nào mà tòa mà mà đất nước Việt Nam này á người ta đã lên khung án rồi đó người ta truy nã quốc tế rồi đó mà mày vô uh, nhà tao mà cái lôi tên này người, người đó ra để mày bia mày quảng cáo hoài đó thì uh, tao sẽ làm uh, cái án 3 triệu án điểm nha án điểm 3 triệu mày tên mày khó đọc quá hôi 3 triệu luôn khó đọc mày ơi tên đọc được nha rồi lên đường me án điểm nha lâu lâu phải dài có có dài cái án điểm đồ nó mới nó mới nảy còn nãy giờ có thằng nào mà rapper rapper chuẩn bị cái án điểm nữa nè cuộc đời của anh duy nguyễn đó, rất là nhiều người bú pha minh duy nguyễn nhưng mà không có nghĩa là thằng nào bú tao không trả lời đó cái đó là sự khác biệt nghe chưa cuộc đời tao không chơi với phản động tao không đứng chung hàng với phản động tại vì đơn giản anh là thanh niên trẻ ưu tú việt nam yêu nước ạ yêu nước đứng chung với phản động nó mất phẩm giá nó nặng vậy đó bạn giận chịu à chừng nào nghĩ phản động đi chơi còn bây giờ còn phản động á mình 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 dây dưa với nó mình chơi với nó mình đứng chung hàng với nó mất cái phẩm giá của mình mình sống mình có lỗi với tiền nhân đúng không mình có lỗi với tiền nhân mà mình cũng có lỗi đi với cái với cái con người của mình trong hiện tại và tương lai nữa đầu giờ chiều không có phản động vô quăng pháo ù nó vô ầm ầm cái gì an ninh đang gài công an bình dương đó anh thôi mày bớt ngu giùm tao một cái đi mày ơi ủa an ninh không phải công an hả ồ cái cái, cái 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 thằng phản động lông chuối này nó không biết gì về bộ máy nhà nước hết mà xàm Ủa an ninh không phải công an chứ lại gì ba? Mà công an người ta làm việc với nhau, tất cả những việc gì cũng đều chuyển về công an phường. Tất cả những việc gì đều phải chuyển về công an phường bởi công an phường là vậy to nhất đó ba. Thí dụ như an ninh điều tra công công an bên an ninh có gì đó, gửi công văn về công an phường hốt, hiểu chưa? Mày chống công an phường là mày bụng bự rồi. Công an phường nhìn cái phường nó nhỏ nhỏ vậy thôi á chứ chống nó là mệt lắm á, phải không? Đó, nên bạn kia và bạn 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 đi bằng bật công an chỗ đó là thôi bạn toan rồi bạn đầu kiện nó mới ghê chứ kiện kiện cứ kiện cái củ khoai gì nhất trưởng ty nhì khu vực <laughs> gì à, sáu cụ cán bộ Bình Dương đi vào lòng đất rồi đó anh có mày đi vào lòng đất thì có người ta đi vào lòng đất cái, cái, kiểu gì mà tự nhiên có giấy triệu tập Thì người ta đi người ta kiếm thôi ở đó đi vào lòng đất nói chuyện là biết ngáo à, nếu không thống nhất liệu miền Nam Việt Nam có dạo Hàn Quốc không anh miền Nam Việt Nam năm 1975 nghèo bỏ mẹ luôn chứ giàu với Hàn Quốc cái gì ba miền, miền Nam Việt Nam uh, phe một phe nhỏ của miền Nam Việt Nam quýt thua đu càng còn thiếu nợ 145 triệu đô kìa ông nội giàu như Hàn Quốc bị ngáo hả mày theo sếp thì Pháp có không có hệ thống thuộc địa thì Pháp có toan không sếp đương nhiên toan rồi một nước nào mà không có hệ thống thuộc địa trả toán Argentina cũng quản thừa 1920 nhưng nhờ chơi với Mỹ nên giờ vẫn giàu hơn Việt Nam gấp 5 lần thôi mày khùng mày ơi ông Argentina mẹ nợ công ngập đầu sắp chết tới nơi rồi tiền mất giá lạm phát như mưa giàu hơn Việt Nam cái kiểu đó không ham con vậy mà định nghĩa thế nào là giàu đúng cái nền kinh tế bỉ mô mà kiểm soát không được mà giàu trời ơi hết chuyện nói Argentina ngu như bò luôn à, thật sự luôn cái nhịp sống Sài Gòn 1975 mày rất là ngu luôn á nhà mày ơi mày bỏ được cái chữ Sài Gòn người ta không cái đi mày bỏ luôn cái năm 1975 đầy nhạy cảm đi mày ơi trời ơi thằng Argentina nó lạm phát như mưa mà bên Argentina có ông bà có con ông bà thủ tướng được lắm mấy bạn bà thủ tướng Argentina bà nói là à, bà quảng cáo thịt bò Argentina đúng không ạ? À? Duy Nguyễn rất thích là những người phụ nữ phụ nữ quảng cáo thịt quảng cáo sản phẩm cho đất nước mình nha các bạn. Ở bên Malaysia thì có cái ông thủ tướng thủ tướng gì gì quên bà thủ tướng già già ông thủ tướng nhiều quyền thoại á, thủ tướng đó đó. Ông thủ tướng nó ghê lắm. Ông lấy thân mình ông ra ông quảng cáo cho Tung cắt Ali á, rồi à, bên Malaysia thì ở bên bên Argentina thì có ông bà thủ tướng bà quảng cáo thịt bò bà nói uh, thịt bò ăn vô đi tăng cường sinh lý chồng bà ăn đi lợi hại lắm chồng bà ăn rồi lợi hại lắm nên lúc đó là cái như nam nhân khắp thế giới đi đi mua thịt bò Argentina ăn để hy vọng trả bài cho con vợ nó lên đỉnh đó nhưng mà sau này người ta mới nhận ra trên thế giới có những cái thứ mà nói dối không bị không bị ở tù đó là một quảng cáo hai khảo cổ ba vũ trụ cũng không bao giờ bị ở tù hết thí dụ bây giờ vũ trụ mình nói vũ trụ nó 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 nó, nó dài tỷ năm cũng được nữa không sao đó mày không thích mày cãi lại năm năm mươi tỷ năm muốn lộn thôi chứ làm gì nhau nên nó nói về vũ trụ là nói về vũ trụ là chém gió đó bạn khảo cổ cũng vậy nữa Argentina từng giàu nhất thế giới đó đúng là lúc đó là nó làm nó 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 nó, nó kinh doanh với châu Âu cái thời điểm đó là Argentina nó kinh doanh với châu Âu đó bạn kinh doanh châu Âu buôn bán thịt bò nông sản này nọ kia cái thứ thủ tướng mình quảng cáo Winfast chưa thủ tướng quảng cáo chưa ghê thủ tướng quảng cáo Winfast là phải mua Winfast xe Winfast về nhà xong rồi chạy xe livestream vlog đồ luôn chứ nhá hàng chút đỉnh đấu tính đam tại sao nước nước Nam Sudan không theo cộng sản mà vẫn nghèo nhất thế giới gì anh đam chi tới Nam Sudan không mày đam kìa thằng Philippines kìa nó theo mẻo mẻo nuôi nó kìa mà nó cũng nghèo kìa còn gì mà chơi tới thằng Nam Sudan ghê vậy cuộc sống chất lượng sống giữa 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 gì Trung Quốc với Mỹ hiện ai tốt hơn Duy thấy không ai tốt hết thấy nước nào cũng tè le mặt tối hết anh Duy nghĩ gì khi tàu cộng không hợp tác điều tra covid với mỹ đế nó không đọc vô mặt thì mà thì hơn là chứ đừng hợp tác điều tra đúng cái giờ cái phòng ngủ của, cái phòng ngủ của trung quốc mày đòi vô đội ra hoài mày nóng không trung quốc như nó phải nóng rồi cái này lý thuyết bình thường đó, à, thí dụ như bạn đứng trên góc độ của mỹ thì bạn đòi điều tra còn mà đứng trên góc độ của trung quốc thì mỹ nó đòi hoài tao đọc vô mặt mày luôn đó chứ đó mà điều thì thôi thành phố hồ chí minh có đề nghị giãn cách thêm hai tuần tính từ ngày 1 tháng 8 rồi bỏ mẹ luôn giãn cách chỉ thị 16 không làm ăn gì được hết mình chỉ hy vọng nó rút gì, chỉ thị 15 để còn làm ăn chút đỉnh mấy em căng căng cho mình thôi chứ mình ra ngoài sội mình thấy mấy ông kia cũng nhờn thấy mẹ à tại vì em ở thủ đức sáng nay test nhanh cả khu phố giải trọ em hai người nhiễm phong tỏa luôn rồi anh rồi xong giải trọ của mày hai người nhiễm mà phong tỏa là khả năng f 1 của mày khá là cao đó giờ thành phố hồ chí minh quy định người dân ra đường nên rất gắt gao đó anh duy nó thật sự càng gắt càng tốt tại tôi đâu ra đường để, trong giai đoạn nào tôi ngán hiểu không cứ gắt thoải mái đi gắt sao tới ngày 1 tháng 8 hết gắt là nó ok cái đó là kịch bản đẹp nhất kịch bản trong mơ à, duy chích vaccine chưa bạn chưa đối tượng ưu tiên tôi chích trước ông ơi tôi trẻ tôi mạnh khỏe trẻ đẹp trai vậy ai, ai cho chích đối tượng ưu tiên là đối tượng tiến đầu đối tượng có bệnh nền đối tượng người lớn tuổi đồ này đó đó mấy đối tượng đó người ta chích trước còn tôi thuộc dạng trong vấn đề vaccine tôi giống như tôi đội sổ vậy ơi hình như người ta hình như mấy người, người ta phân phối vaccine đó, người ta nói là thôi Duy Nguyễn là mình chích cuối cùng như mày tại tôi thấy mày chấp hành cũng quá tốt luôn mày cũng ở trong nhà không mà mày đi đâu hết trơn chắc mày không bị đâu thôi chích cuối cùng đi giờ những người khác cần vaccine hơn shipper chẳng hạn rapper hay là những người chưa chạy xe công nghệ những người bán chợ đầu mối đồ những người tiếp xúc nhiều người ta cần vaccine hơn gì Việt Nam sắp toan rồi hả Ví dụ giờ Việt Nam toan rồi mày mà mày mày, mày cho tao biết là vai trò và trách nhiệm của mày đi dọn chí bình giả sử Việt Nam này sắp toan thì vai trò và trách nhiệm của mày làm gì anh ơi nếu thằng nờ tộc phạm tội thì có bị dẫn về việt nam không anh ai chứa nó mà dẫn về mày ơi kiếm cái biển nào thả luôn cho rồi chứa gì nữa tiền thuế người dân việt nam đóng thuế nuôi dân việt nam chứ đâu ai đi nuôi cơm tù phản động ba người ta phản động mà cũng vạch mặt nữa hả buồn thì chứ buồn thì góp ý với chị hằng đi à, có cách nào bọc bịch được miệng, miệng thằng thằng nờ tộc không anh cận như bịch miệng nó Tập thôi chứ bịt miệng gì trời mắt gì phải bịt miệng bịt miệng là không có dân chủ phải không mày đưa cái mỏ ra đây dứt mà tối nay của chiều nay chứ 4 giờ có nữ tướng dứt nè bạn à, nhắc tới neo tộc thì di nguyễn rung đời kìa ok rung quá lóc màn cái đỡ rung khi vũ nguyễn đi trăm người đưa tiễn khi vũ nguyễn về kiệu tám người khi chiếc xe lam từ từ lăn bảnh chở vũ nguyễn vào nghĩa địa, địa bình yên tiếng chuông chùa chiều nay đã đổ hồn vũ nguyễn lại vắng nơi mô duy nguyễn có dám phản biện như nào tập không duy không tao trình độ đại học tao không nói chuyện với lớp 7 mà tao tao là người dân yêu nước tao không nói chuyện với phản động tao là triệu phú tao không nói chuyện với hôm đó là quan điểm của tao chừng nào mà đạt được cái vị trí của tao đi rồi tao với mày nói chuyện nên mà dùng cái chữ mày dùng cái chữ dám đâu nghe cái gì solo đồ má ơi mày chơi mày quên mày mày quên tao bốn nhà hai xe hả xưng diêm chúa lai nói nhảm trong khi thạch kim tuấn đang chiến đấu ở olympic nhục thạch kim tuấn mang vinh quang về cho đất nước trên tấm huy chương còn di nguyễn mang vinh quang về cho đất nước trên mặt trận kinh tế và mặt trận chống phản động nha đó còn thằng phản động như mày mang nhục cho quốc gia mày đang ở mày ở quốc gia nào mày cũng mang nhục hết rồi trả lời vậy được chưa đó thạch kim tuấn với di nguyễn là anh hùng còn mấy thằng phản động là thằng khùng nha mấy bạn cái gì anh Duy giống như Lê Chiêu Thống sẵn sàng vì lợi ích cá nhân bưng bô ngoại bang ai ngờ bị quan trung đánh sập mặt lờ. vậy tao hỏi mày quan trung là ai? Mày không chỉ được quan trung tao 3 triệu mày. Đó, nếu mày nói tao là Lê Chiêu Thống về quan trung là ai? Cái gì? Ai đưa sách giáo khoa đạo đức đó? Gì? Đưa sách giáo khoa đạo đức mà đòi làm quan trung hả? À? Rồi giờ quan trung đó làm sao rồi? Trời ơi cái này là phải 3 triệu rồi mấy em. Nó đưa ra hình tượng quan trung rất tệ luôn. <laughs> này hả con Lê An nè khi Lê An đi trong người đưa tiền khi Lê An về kiểu tám người khiên chiếc xe lam từ từ lăn bánh chở Lê An vào nghĩa địa bình yên tiếng chuông chùa chiều nay đã đổ hồn Lê An lai vã nơi mô cái tội dám sỉ nhục idol quan trung của tao đó cái tội mày dám sỉ nhục idol quan trung của tao hả mày, trời ơi, này thì nè quan trung nè, lê an ơi, là lê an biến đi con, ý nó nói là chết trẻ giống quan trung không được, quan trung là idol, mà nó nó đem quan trung nó nó đi so sánh như, như như mấy thành phần đó là cái như phải giật nó thôi, không để được em tội sỉ nhục quan trung, bởi vì mình mới hỏi nó quan trung là ai, lúc đầu mình tưởng tượng đâu nó đưa quan trung là cái thằng nào phản động cũng ghê ghê lắm, mình có cái hướng đam đó nhưng mà mình không ngờ nó đưa nó đưa quan trung là mấy thành phần mẹ tệ trời ơi luôn như vậy thì phải giết nó thôi không để nó được mày cho so tao lê chiêu thống mà mày đưa quan trung chỗ đó rồi. thôi nói vậy thì nhờ quan trung mà lê chiêu thống lên hương còn quan trung thì đi vào lòng đất luôn không không có cần phải cù nhây với đó em tại vì đối với anh nó hình tượng quan trung là một cái mà một vị anh hùng dân tộc đó anh rất kính trọng quan trung em hiểu không nên anh không có sẽ không có lấy hình ảnh của quan trung ra để mà đam dẫn dở như tụi này như vậy anh nhận dứt sửa nó luôn mới đầu mình suy nghĩ ông có nào nói quan trung là ai ta không lẽ nói quan trung là ông Ngô đình diệm hay là ông nguyễn nhân thiểu đồ bự bự cỡ đó đâu hồi nó đưa quan trung ra một cái một ngửa luôn trời mà thật sự á nếu mày đem cái hình tượng quan trung ra mày so như vậy á là tao nành dân việt nam này ca nửa nước nó chửi mày luôn chứ không ít đâu đúng không các bạn nếu mà đem hình tượng quan trung ra mà so như vậy đó là tao nói thật sự á, nửa nước việt nam mà chửi mày chống đùa từ khi nào mấy thằng nào phò nguyễn ánh Thì nó không chửi thôi hoặc thằng nào nó không biết gì quan trung thì nó không chửi thôi chứ tao tao người chửi mày đầu tiên á. <laughs> đúng không các bạn? Bây giờ ví dụ như nó bây giờ nó đem cái hình tượng quan trung của bạn ấy, nó nó xem nó đem hình tượng vua quan trung mà nó đem xuống cục đất, xem đem xuống về bùn luôn. Đó. Nó đem nó đem như vậy đó thì các bạn cảm thấy sao? Tôi tôi không chịu, thầy luôn. Người ta đường đường là lãnh tụ Tây Sơn, đúng không? Những cái cuộc hành quân thần tốc. Đó, phía Bắc thì quýnh đánh quân Thanh, đúng không? Phía Nam thì đập quân Xiêm đó thống nhất bờ cõi trịnh nguyễn phân tranh kết thúc mẹ, nó, nó, ngồi nó so vậy đó mẹ mà hết chuyện mà dìm hàng vua quan trung của tao hả mày Vua quan trung của tao là một anh hùng không thể so sánh ok đường quan trung đắt nhất ở hà nội trời ơi đường nguyễn huệ đắt nhất ở sài gòn kìa đường nguyễn huệ đắt lắm ba mà không những ở quan quan trung nè bên gò dấp cũng có đường quan trung này nha bên quận chín cũng có đường quan trung này nha rồi tôi bên quận phú nhận cũng có đường quan trung này nha Ông thấy quan trung ghê chưa thế mà thế mà quan trung chết chôn ở đâu mộ cũng trả thân có phải quan trung hết đời không được coi trọng lúc đó là người tây sơn bị thua nguyễn ánh thì nguyễn ánh cuốc mã lên chứ gì đâu ba mày bị khùng hả mày lúc đó quýnh lộ, lộn nguyễn ánh nó thắng rồi nó sau sau mười năm sau khi sau khi vua quan trung tạ thế nó thì tây sơn tan rã quýnh lộn thua nguyễn ánh nguyễn ánh trả thù vậy cũng không hiểu nữa ôi hoàng, hoàng quy này còn men là biết ngu sử cảm giác anh như thế nào khi fan cuồng anh chuẩn bị đưa anh vào lòng đất không không có thằng fan cuồng nào mà đưa ta vào lòng đất được hết á riêng ở ở ai thì không biết nhưng mà di nguyễn à fan cuồng của di nguyễn không thể đưa vào lòng đất tại vì anh di nguyễn thứ nhất á, là fan di nguyễn chất lượng thứ hai á, nếu mà có cái biến cố nào nó xảy ra đó ok thì anh di nguyễn là người đầu tiên đứng ra gọi là làm dịu fan mình liền mấy em bình tĩnh từ từ để chuyện này sẽ có hướng giải quyết của nó Đúng không? chứ anh di nguyễn là người có ăn có học có địa vị xã hội thì chắc chắn là cái fan cuồng của anh Duy Nguyễn nó phải nằm ở một cái chất lượng khác nó phải nằm ở một cái tầm khác chứ không phải là tầm của mấy fan cuồng mà thiếu nhận thức khác ok không không gì không đủ tầm để làm khó kim chúa Duy Nguyễn